Thể bất an hay sao? Còn con quỷ thục quanh này nó làm đâu mà dắt này nó chưa Mày về. đi xin Mày về tiền mày mà mày chết với nhậu kiểu tao. đó rồi mày đói luôn á. Thục quanh, Dạ. mày mới về đó hả mày? Ừ, rồi sao? Được bao nhiêu tiền đưa hết cho tao cơ mày? Tiền hả? Tiền hả? Tiền. Bao nhiêu tiền đưa hết cho tao rồi? Tiền đó. Trời ơi, hai đêm phái lạc mày đi với cậu bảy mà có nhiêu đấy hả Thục Anh? Làm sao đủ tao hút chích với mấy anh chiến hữu ở đây mày? Mày nghĩ sao đi? Ông làm đầy hòm rồi tao làm gì? Tao chỉ đi theo ổng, tao cắm qua thôi hả? Nhưng mà Mà quanh có cái đám có cắm được có cắm không? Rồi sao hả? Rồi. Mày có biết tao không cần cái đồng tiền mày của đừng mày nói được. Tụi dục ê chề đã xóa hết đường về của tao. Tao xa lánh tất cả mọi người. Tao vì con của tao. Tao không cần cái điều đó. Tao chỉ cần mày yêu tao và mày sống với tao. Nhưng mà tại sao mày không làm được cái điều đó hả Thục Anh? Tôi không dài dòng nói chuyện với ông nữa. Tôi vào với con của tôi đây. Con của mày à? Con của tôi đâu? Con của mày đâu? Tôi thả nó trôi sông rồi hả? Trời ơi, ông nói gì? Ông nói lại tôi nghe coi. Tao Quân nhắc Dương. Lại một lần nữa cho mày nhớ. Con của mày á, tao với cậu Bảy sáng ngủ tao đi nhậu, ông thả xuống cầu Phú Cường. Muốn tìm con mày ra cầu Phú Cường mà vớt xác nó đi. Trời ơi, Quân Dương. Trời ơi, sao bye.
nằm yên không trối dậy bao giờ. Quần ơi mần ăn mà dạ yếu xìu sao có gió được con. Dạ mạnh lên con. Tí ơi. Dạ. Sẵn sàng chưa con? Dạ sẵn sàng, mình đi lụm lúa thôi ba. Tốt. Sẵn sàng cầm cái nón lá, hai cha con mình lao vào cuộc chiến cho con. Tí ơi, mần ăn đi chậm chậm nghe con. Bữa nay ba nghe đồn trong đám dỗ của bà ngoại bữa nay toàn là đại gia không á con ơi. Bữa nay tôi đi hát đám bà ngoại. Nhớ đừng bỏ sót bà nào nghe con. Tôi được gặp được chồng của tôi quá. Chồng của tôi là anh Quách Dương á. Có ai thương tình ủng hộ giùm hai cha con em? Qua đây tí ơi. Qua cậu Bảy nè con. Cậu Bảy, bạn cậu Bảy yêu cầu đến cậu Bảy. Bạn cậu Bảy ủng hộ lắm con ơi. Ban nhạc ơi, bữa nay em đi hát mà em nghe cái tiếng anh của ai quen quen đó ban nhạc. Qua đây hiện giờ em đang ở đâu? Anh và con tới nhà ngoại của anh Tình tìm em đi qua đây. Tì ơi. Dạ con. Nãy giờ mần ăn được không con? Dạ kiếm cũng được chừng chai mấy á tía. Cho ba gờ cái đầu cơm điện cái có tí. Trời ơi. Toàn là bu đi mẹ không tí ơi. Tì ơi. Dạ. Tiền bạc ở đâu để y đấy nha con? Đừng vì tiền bạc mà làm sức mẻ tình nghĩa cha con cái mày. Tao mù cho ai cho nhiêu tao biết hết rồi mày. Biển thủ được nhiêu thì lụm thôi tí à. Không. Qua. Tí ơi. Qua chủ gia con. Má đời cũng bữa nay cũng không có tha đâu. Móc ra đi. Quỳnh ơi. Quỳnh ơi, hiện giờ em đang ở đâu? Anh giờ còn tìm em đâu Quỳnh ơi. Em có biết là anh đã bao đêm bao ngày mong mưa. Sao tiếng hát quen quen vậy ta? Ta sống bên nhau hạnh phúc êm. Sao giọng nói quen quen vậy? Nhưng ai đã gây mối tình tan vỡ? Đêm tình chung thủy nay đành lỡ. Rồi vô hơi cái diễn ra xong luôn nha. Âu thước trên dải ngân hà, chức nữ hội ngộ ngưu lan sau một năm dài xa. Anh Dương, anh đang ở đâu? Cho em xì rượu nặng lên thôi. Còn anh nhớ em chỉ bằng khóc hận bao nỗi đắng cay, biết ngọ cùng ai khi đường tương lai mịt mờ, tâm tối mà lội đi về không có ngày mai, vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Quán than kêu gào biết không ai, kia mặn nồng hơi người ơi, nhớ như vô tình thương cành xanh. Ủa tàn trong sớm mai thương cành xanh. Ủa tàn trong sớm mai. Tưởng rằng em
bờ đâu xa, nhưng nào ngờ trời đã chia hai. Lòng anh đau xót đắng cay, ước mơ trọn đời ta mãi gần nhau. Anh Dương chưa hát nha, để mượn tí cái, mượn tí. Anh Dương ơi.